Nam mình thì chờ sư phụ xuất hiện, đức thầy xuất hiện thì hỏi ngài, còn kiệt chỉ thông báo thì giờ cứ đeo cái dấu này đi, lúc nào kiệt cũng đeo á. Dấu này nè, thì được tất cả các chư vị ở trên trời, từ bên Phật, bên Thánh, bên Tiên, ông Mohammed của Hồi giáo cũng độ luôn. 12 giới luật của Thiên Tâm là gì chú? Trời đất, giờ này còn hỏi 12 giới luật của Thiên Tâm. Ok, rồi mình đọc lại 12 giới luật nha. Đây là 12 giới luật của Thiên Tâm. Ai mà giữ được á là tự động sẽ thành Phật. Không có Phật lớn, Phật nhỏ nha. Điều thứ nhất, nhân, lễ, nghĩa, trí tính. Có hiếu với cha mẹ, làm tròn tứ trọng ân, ân tổ tiên, ân đất nước, ân đồng bào, tam bảo. Cái này dễ không? Không cần giải thích phải không? Có câu cuối là ân đất nước á. Cái nghe là khi mình nắm chức ông này bà nọ bển á, là mình phải làm gì cho dân thương, thì là ân đức đất nước rồi. Ân với đồng bào á, là bây giờ bệnh Covid á, thì đi thử đừng có tính tiền dân, chứ 420.000 đâu, dân đâu có tiền đâu mà trả. Mà không bệnh mà ra thử, đứng riết cái đồ thử nó rồ dỏm, cũng nói người ta bệnh nữa. Khổ. Đó thì đó, thứ nhất là nhân, lễ, nghĩa, trí tính. Thứ hai, không giết người, không tự tử, sát sanh, hại vật, phá thai, nên ăn chay hoặc tam tình nhục. Nghĩa là ăn chay được thì tốt, bớt bệnh, sống dai. Còn tam tình nhục có nghĩa là những người làm thợ hồ, làm nghề biển, nghề cá, nhưng mà ta muốn tu thì sao? Thì cũng bớt sát sanh. Vô tiệm thì đừng có lợi mấy cái hồ, mấy con cá nó lội thì mình đừng có kêu. Mình ăn đồ gì đông lạnh được rồi. Tam tình nhục nghĩa là không, mình không có thấy, mình không có chỉ người ta bắt, mình không có nghe cái tiếng của cái con vật đó nó chết. Thì mình ăn, thì ăn như kiểu thời Phật Nguyên Thủy vậy đó, bên Thái Lan, bên Miến Điện rồi đó, ta ăn vậy đó. Điều thứ ba, không nói dối, không nói nói ra, nói vào, nói lưỡi hai chiều, gây chia rẽ người khác. Giới thứ tư, không tham lam, trộm cướp, hối lộ. Ở này có hối lộ nè, không tham lam, trộm cướp nè, này còn thêm cái hối lộ nữa. Làm tiền người khác, cho dây nặng lãi, không hối lộ, không làm tiền người khác. Bệnh giờ ký giấy gì cũng tốn tiền chứ. Giới thứ năm, phải khiêm tốn, không ngã mạn, tự cao, không hận thù, ganh ghét, mưu toan hại người. Giới thứ sáu, không uống rượu, không say sưa, không nghiện ngập, không cờ bạc. Giới này bộ hơi căng rồi nghe. Thanh niên bệnh là tương lai nắm giữ nước Việt là 65% ở cái tuổi từ 25 cho tới 40 là trong tương lai là nắm nước Việt. Mà bây giờ cứ ngồi ngày nào sáng chầu, chiều chầu, uống ba cái bia chung cộng không là đi luôn. Đó, không uống rượu, không say xưa, uống chút chút thì được, còn bển là uống toàn là xỉn không à. Cờ bạc thì cái đó thì đó. Không uống rượu, không say xưa, nghiện ngập, không cờ bạc. Giới thứ bảy, không tà dâm, ngoại tình. Giới thứ tám, không sợ nghèo, không sợ già, không sợ bệnh, không sợ chết. Cái này cũng hơi căng rồi nghe. Cái đầu tiên không sợ nghèo á thì ok đi, không sợ già. Trời ơi, mấy chị bây giờ là ấy, sợ bệnh thì khi bệnh á là do nghiệp, lỡ mình có bị á thì mình cũng đừng sợ. Ý là nói cái gì cũng có cái, mình cũng tìm cách mình trị, chứ không phải mình bệnh cái mình để liều mình chết, nó không phải như vậy. Nhưng mà mình cái tâm mình không có biết sợ, mình biết cái này là một cái quân trường thôi, mình xuống đây mình đi thi, thi xong rồi về thôi, đi học rồi thi xong về, không sợ chết. Tại khi mình biết mình là người giữ 12 giới luật của Thiên Tâm á, mình có chết đi nữa đó, các chư Phật, các chư Thiên cũng đưa mình về, mình không có đi lạc đường ở bên những cái cõi địa ngục hay là ngạ quỷ súc sanh. Thì đó là cái giới đó cũng quan trọng đó, nghĩa là khi mình có cái căn